Ok, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách là cách làm sao mà gọi là quay đồ cho nó là nó dễ ra nha các bạn. Các bạn ạ, tôi thì tôi có 291 kim cương. Bây giờ tôi quay cái này nó rơi tầm khoảng độ tôi quay 10 hộp trước đi. 10 hộp ít nhất tôi phải lấy cho mình là ba cái áo các bạn. 10 hộp ít nhất tôi phải lấy cho mình là ba cái áo. Được chưa? Hello Phương Mai nhá, được chưa? Ba cái áo, nhìn đây là các bạn. Hôm nay tôi không cần phải ấy nhá. Nhiều người bảo thỉnh thoảng tôi quay hên nhưng mà thỉnh thoảng tôi quay đen, nhưng mà nói thật với các bạn là đấy là do tôi bài hết đấy. Tôi thích quay ra là ra ngay mà thích không ra là không ra ngay các bạn. Hôm nay tôi sẽ là trổ tài ra nhá. Hôm nay là sẽ quay ra đi, tha mà ảo à, không ảo đâu các bạn ơi, nhìn đây này. Tôi chỉ biểu diễn một lần này thôi nhá, một lần duy nhất thôi, một chỉ trong nhất chỉ trong ngày ngày hôm nay thôi. Chỉ trên cái livestream ngày hôm nay tôi không có, từ lần sau không có nhá. Chỉ có hôm nay thôi các bạn. Trước tiên tôi mở dạo, tôi chỉ mở một chiếc thôi các bạn, tôi không cần nhiều, tôi chỉ mở một chiếc thôi các bạn ơi. Các bạn mua xong nhá, mua xong các bạn phải làm sao, các bạn mở ok 80 hiệu được chưa, các bạn mua tiếp một hộp nữa được chưa. Chúng ta làm sao ý, chúng ta làm gì, thoát game các bạn, thoát game luôn, vô lại game các bạn, vô lại game đấy. Chúng ta vô lại game, chúng ta làm lại từ đầu. Nó như kiểu là phải đánh lừa Ganna các bạn, phải đánh lừa Ganna. Cứ phải từ từ các bạn. Trước tiên cứ phải như thế đã. Đây này, nhìn này, bắt đầu vô này. Đấy, bắt đầu vô. Mới 2 hộp thôi nhá, tôi hứa với anh em 10 hộp đúng không? 10 hộp ra 3 cái áo đúng không? Yên tâm, không 3 cái thì ít nhất. Cứ rồi. Không 3 cái thì ít nhất phải một cái các bạn. Nào. Nhìn đây này. Nhìn đây này. Không nhận luôn các bạn, tủ đồ này. Đây đúng không? Hộp đây đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy cái áo đen này chưa? Nhìn thấy chưa? Mở nhá. Mở nhá. Làm lại các bạn, từ từ đã. Rồi lần này mua phát 15, mua hết luôn đi. Lần này mua hết luôn. Lợn này cay rồi. Lần này mua hết các bạn. Nhà nhà vậy thôi các bạn ơi, nhà vậy thôi các bạn, nhà vậy thôi các bạn ơi. Mua này. Mua mua mua, tôi sẽ mua mở 5 hộp trước nhá. 5 hộp trước xong bắt đầu tí là 5 hộp tiếp các bạn. 5 hộp trước. À, nhân phẩm mà. 6 hộp đi các bạn, 6 6 là lộc các bạn, 6 lộc, tôi cứ mở 6 6 cho nó lộc 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 ấy. Mở luôn, thấy gì chưa? Bô ra luôn, quá tuyệt vời luôn. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Thấy chưa? Đâu phải tốn tiền đổi ấy. Đẳng cấp không các bạn? Anh bảo rồi, lộc là lộc mà, lá là lá rồi. Cả lộc lẫn lá luôn, phát một luôn. Đồ đẹp quá, đồ quá đẹp luôn. Được chưa các bạn? Được chưa? Bảo rồi, nhân phẩm người ta mở phát ra bô da, vừa tôi tính đang đổi cái áo bô da xong giờ mở phát ra luôn rồi. Ý cả đấy, tôi vừa mở một cái hiệu tôi trêu các bạn thôi, các bạn ạ. Đừng có đùa với nhà chùa nhá, không được đâu. Quá tuyệt vời luôn. Trời ơi. Tâm linh đéo được đâu, đéo quá kinh điển, căng thẳng căng thế anh, quá căng luôn. Đấy, úi giờ lại còn có 2 hiệu nữa các bạn, tuyệt vời luôn. Bây giờ lại tiếp tục rồi các bạn ơi, tiếp tục này. À, mắc vẫn là còn 12 cái, vậy chúng ta cứ mở thêm lộc tiếp các bạn. Vừa nãy là lộc rồi, bây giờ chúng ta là mãi đi các bạn. Mở quả mãi đi, làm quả hai các bạn. Hai xong đầu chúng ta lại lộc tiếp đi các bạn. Đấy, nó kiểu lộc mãi 62 62 đấy. Được không các bạn ơi? Bắt đầu bốc phét đấy à, hâm thế các bạn. Được chưa các bạn? Các bạn nào biết biết tàn ta chuyển biết tàn ca các bạn ơi. À, đừng mời. Anh đang thể hiện trình độ quay đồ thế giới, mời anh đánh trận giờ. Này. Mãi nha các bạn nhá. Mãi này. Riêng cái mãi tôi không để ý vì tôi biết mãi là nó không ra rồi, nhưng mà nó còn cái lịt các bạn. Thấy chưa? Yên tâm đấy. Bắt đầu bây giờ chúng ta lại chuyển sang cái gì các bạn? Bây giờ chúng ta lại chuyển sang, ôi hết mẹ kim cương rồi. Bây giờ chúng ta lại chuyển sang lộc các bạn. Không biết đủ kim cương nhỉ? À, vẫn đủ các bạn, vẫn đủ. Đố được cáo nữa. Á đồ, thế là sai lầm rồi. 62 62 nó là phải ở cái lộc các bạn, hiểu không? Lộc mãi. Chúng ta chỉ để ý vào lộc thôi. Còn nó có mãi mãi hay không thì chúng ta không cần biết, bỏ qua. Các bạn hiểu không? Chúng ta để ý vào cái lộc.
quay gì đó toàn á. Chị Phượng ơi, em cần gấp khoảng độ 1k kim cương nữa, chị Phượng ở bên Nga chuyển cho em ít kim cương đi tôi. Phát một này, vừa nãy là ra được các bạn, bây giờ tôi thề các bạn nhé, ra ngay chứ các bạn, mua đi các bạn. Ái chà chà, ái chà chà, à 291 kim cương không được áo nào thì vứt à. À lộc, nhưng mà tôi không hiểu lần sau lần này lộc thì tôi hơi do dự, tôi không quyết đoán như cái lộc trước, chắc là lộc này nó được áo đen các bạn ạ. Mở luôn các bạn. Ôi giời ơi, này bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Vai lờ các bạn ạ, vai lờ luôn. Ôi giời ơi, tôi đéo hiểu cái đéo gì lộc đấy, cứ ra cái bô ra thế đéo là nhỉ. Thôi gana gài rồi, gana gài rồi các bạn. Thấy chưa, ông nào vừa đố tôi một cái áo nữa đấy. Được rồi đấy thầy, được thêm một áo nữa rồi đấy thầy. Đây cũng là được thêm cái áo nữa à, quá đẳng cấp luôn. Được chưa các bạn, đi vào làm người luôn, hai phát lộc kèm theo là hai cái áo y hệt nhau. An toàn rồi các bạn, còn có 19 kim cương, ước ai đó tặng kim cương. Chị Phượng cho em xin ít kim cương, chị Phượng em cay đâu chị Phượng ơi. Chị Phượng ơi, chị Phượng ơi, em cay Ghana quá chị Phượng, cho em xin ít kim cương chị Phượng ơi. Chị bắn cho em ít tầm độ khoảng cay cương thôi, đừng nhiều hơn là được các bạn chị ơi. Đậu xanh cay quá các bạn ơi. Để tôi xem là hộp để đổi và xem là bao nhiêu lần đổi được các bạn.